Trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ Cần Thơ vừa công bố điểm trúng tuyển Đại học Chính quy năm 2022 bằng phương thức xét điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Mức điểm chuẩn trúng tuyển theo phương thức xét tuyển kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông đối với các ngành bậc đọc chính quy từ 15 tới 23,3 điểm tùy ngành. Trong đó, ngành tài chính ngân hàng có điểm trúng tuyển cao nhất với 23,3 điểm, kế đến là ngành ngôn ngữ Anh với 23 điểm, Kỹ thuật phần mềm 22,80 điểm, ngành công nghệ thông tin 22,16 điểm. Thí sinh tra cứu kết quả xét tuyển của trường tại địa chỉ quản lý xét tuyển.ctuet.edu.vn xoẹt tra cứu kết quả.